Alo, xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn. Xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục sửa một cái con chuột có nhãn hiệu là Newman. Chuột này ở trong tiệm net ra nè. Thì cái tình trạng của con chuột này là nút trái nút phải ok, mà nút giữa nó lại đó là không ăn. Là tình trạng đó mình đã ghim vô rồi, sẵn rồi nè. Vì mình sẽ đó là mình sẽ là kéo máy cho quý vị xem nè. Đây, cái chúng ta di chuyển thì con chuột nó di chuyển theo được nè, nhấn chuột trái được, chuột phải được nè, mà nhấn cái nút chuột giữa lăn lại không ăn nè, đang lăn nè, lúc ăn lúc không, nó lăn đó mà nó không ăn nè, lăn miết miết luôn nè mà nó không ăn nè. Nó đang lăn nút chuột nè, mà trên màn hình thì nó không có chạy, nó nằm im gu đó, nó chạy nó đang lăn luôn đó ha. Thì mình sẽ chia sẻ cách sửa cái nút giữa của con chuột này ha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ gác máy lại và mình sẽ tiến hành tháo con chuột ra và thực hiện nha. Lăn thì nó sẽ nằm ở bên trong này nè, chúng ta đó là vệ sinh cái khu vực bên trong nè. Rồi bên trong này nè, đây vệ sinh đó. Mình sẽ cho vào một chút là dầu. Đấy. Rồi mình sẽ lăn đều luôn. Nút trái này nhắn kịch kịch này ăn rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nó cái nút trái này coi đo nó không mạch coi. Nút giữa chứ lộn, gọi lộn hoài nút trái hoài. Nè, mở nút không mạch lên. Test. Test nè. Rồi mình sẽ nhắn giữ nè. Hai nút ngoài nè, cầm này khó hơn cầm đũa ta. Đó, nó kêu nữa không, nhưng mà lăn nó không ăn. Đó, nó kêu rồi nè. Đó, nó bắt đầu nó kêu rồi đó. Lý do là nó ở trong này nè, nó bị đấm ten thôi. Chúng ta cho dầu vô vệ sinh lăn đó. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử nữa ha quý vị. Chúng ta chỉ cần gắn cọng dây vô. Cũng thấy yên tâm à. Về cấu tạo của nó và cái tính chất của nó kìa. Rồi lăn ơi. Đó, lăn chạy rồi nè, thấy chưa? Đó, ngon lành rồi nè. À, quý vị có thể xem nè. Mình sẽ kéo máy cho quý vị xem nè. Lăn phát ăn ngay nè. Đây nè. Chưa gắn vô nữa. Lăn nè. Đó. Lăn lên, lăn xuống nè. Lăn qua lăn lại luôn cũng được nữa. Đó, lăn ngon lành chưa? Đó, rồi. Rồi bây giờ mình sẵn đó thì mình rút ra đây, rút ra đi. Mình vệ sinh nó luôn. Vừa vệ sinh mà mình vừa bảo trì nó, vệ sinh rồi bảo trì nó luôn quý vị. Thank you.
những cái món đồ mình sửa nó không có giá trị nhiều, kệ nó không có giá trị, nhưng mà mình phục hồi mình sửa được, mình xài ok thì mình cũng thấy nó vui. Quý vị, chúng ta dặn cái này, chúng ta dặn vừa tới thôi nha, đừng có dặn mạnh quá bức luôn á. Rồi dặn vừa vừa là ok à. Giờ chúng ta sẽ ghim vô, chúng ta test lại lần cuối. Đấy, chuột này thì nút trái nút phải của nó ok lắm. Đó, có cái nút phải này nó hơi nhắn, nó hơi nhẹ tay chút nè, nghĩa là nó, nhưng mà nó cũng ngon rồi nè. Còn lăn thì ngon lành rồi, không có gì để xoắn nữa đâu. Đấy, lăn ok rồi ha. Rồi như vậy vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta sửa một cái con chuột mà nó bị liệt nút chuột lăn không được, chứ không phải liệt nút chuột lăn, chúng ta lăn mà nó không chạy. Đơn giản thôi, chỉ cần một miếng dầu à. Thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau của mình nha. Bye bye.